Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ và đầm ấm bên người thân. Các bạn thân mến, hôm nay ngày 10 tháng 7 2021, năm Thu quay trở lại vườn kiểng Trung Hậu, tọa lạc tại số A33 đường Dương Thị Mười, phường Tân Thế Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để chia sẻ với các bạn một số tác phẩm ở nhà vườn muốn giao lưu. Các bạn thân mến, thì năm Thu cũng chỉ làm clip, không tham gia mua bán. Mọi liên lạc giao dịch các bạn vui lòng gọi cho anh Hậu theo số điện thoại là 0932 696 239. Năm Thu nhắc lại số điện thoại là 0932 696 239 các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp lên chàng Hậu quen thuộc của vườn kiểng Trung Hậu. Rồi, chào Hậu. Rồi, em xin chào anh Năm nha. Năm chào tất cả các anh em mình hết nha. Không, chúc các anh em mình một ngày cuối tuần vui vẻ và đầm ấm bên gia đình ha. Hôm nay thứ bảy mình chào lại cái hàng tầm hai người khiêng ha, tức là mình nói về cho anh em mình hiểu ha. Mình báo giá là mình báo giá tại vườn, không bao ship. Anh em nào mà mua 3 cây trở lên á là mình sẽ bao ship, còn dưới 3 cây thì mình không có bao ship nha. Rồi những cái chậu xi măng thì mình phải rút ra mới đóng thùng nha. Còn những chậu đẹp? Những chậu đẹp thì cũng vậy luôn. Cũng vậy luôn. Chậu xi măng cũng rút ra. Rồi chậu đẹp cũng rút ra luôn. Nói chung Hậu phái bầu phải không? Bố bầu dễ đóng thùng anh Năm ơi, đi nó không có hư cây. Chứ gì á, chậu mà chậu đi á là nó bể chậu, cái là nó thứ nhất là nó bể cái chậu, thứ hai là nó nặng. Những cái chậu như vậy đâu có nhiêu tiền đâu, dọc xi măng nó nặng như vậy cũng vậy cũng đưa cũng được đó chứ không gì. Ok, vậy các bạn sẽ biết, các bạn đã biết cách thức kinh doanh của vườn kiểng Trung Hậu ha. Bây giờ không mất thời gian của bác dành chị, chúng ta bắt đầu tiến hành làm việc. Em số 1, em đầu tiên. Số 1 là cây mai chứng thủy lá trung, trung nu nha. Nu trung nu. Nu này tự nhiên hay là nu mình? Nu mình... này tự nhiên, trung này chứ không phải là mình đục đẽo hả? Không, không đục đẽo. Rồi, dòng eo nó là 30. Tán rộng nó 73. Chiều cao nó là 72. Rồi, quay vòng cho anh em mình coi ha. Này trung nu nha. Rồi, chào giá là 3 triệu nha anh em. Số 1 là 3 triệu nha. Ok, trung nu mai chứa thủy trung nu số 1 được chào giá là 3 triệu. Những cái dòng mai nuôi ít gặp hả? Ít gặp cái dòng mai mà nuôi mà các bạn thấy nuôi tự nhiên mà nó chảy đều giống như cái xương cá hả? Nó điểm như đều trên giống như xương cá. Tăng luôn tăng ngay này. Hôm nay sẽ đi ngược hả trời? Hôm nay năm đi thuộc cờ lui. Hôm nay đi thuộc cờ lui hả? Bắt tôi đi giống như mặt cờ tân á. Rồi. Rồi, tiếp tục chia sẻ các bạn. Một cây việt quế nha. Cây việt. Một cây việt quế. Lá xoắn rồi, dòng eo nó là 32. Cái thằng xoắn rất là ấn tượng các bạn. Tán rộng nó là 105. Chiều cao của nó là 90. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 2 triệu nha anh em. 2 triệu. 2 triệu. Rồi mang mã số 2. Cái số 2 mã cây nguyệt quế lá sáng bông chùm được báo giá là 2 triệu. Số 3 là một cây mai chứng thủy lá lớn da đen luôn nha. Mai đen lá lớn. Điểm nu rồi ha. Nó nu nó đang lên quá trời đó. Cái đế này nó đẹp quá, mình đo cái đế coi. Nó đang xì nu lên nè. Rồi, dòng đế nó là 110. Này có cây tử luôn nha anh em. Dòng eo nó là 42. Tán rộng nó là 70. Chiều cao của nó là 79. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 2 triệu rưỡi luôn nha anh em. 2 triệu rưỡi nha. 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi mang mã số 3. Góc rất là bự ha, rất là đẹp. Mai đen lá lớn. Mai đen lá lớn luôn nha.
Nam. Rồi, tới nữa là một em Việt Quế luôn nha. Việt Quế, dáng bạc. Rồi, dòng eo là 27. Tán rộng là 97. Chiều cao là 70. Rồi, quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi, chào giá là 1,5 triệu nha anh em. 1,5 triệu, mang mã số. Số 4 được chào giá là 1,5 triệu. Đây, đây số 5 này chưa, số 5 đi được tới số 6 cả. Rồi, số 5 là một cây hải châu nha anh em. Số 5 cây hải châu nha. Hải châu một cốt 3 thân nha. Số một cốt 3 thân. Đây một cốt, đây mình đo một cốt nha nè. Quay quay cái góc là gì đó nè. Tâm đa hả? Tâm đa. À, tâm đa hay tâm tài? Tâm tài. Tâm đa, tâm tài, tâm tài. Tích chữ tài quá. Nghe tâm nghèo của nó là 49. Nghe tâm tài thì ghê quá. Nó là tà cái gì? Giống như chung vô diệm á, thừa tướng lùn á, tai nạn tâm tài. Tán rộng của nó là 75. Chiều cao của nó là 80. Tam tài. À, nó kêu tâm tài. Tâm tài hay tâm đa, người Bắc họ kêu tâm đa. Hôm nay ta kêu Phúc Lộc Thọ rồi. Phúc Lộc Thọ thì tam tài, Phúc Lộc Thọ. Rồi, chào giá là 2 triệu luôn nha anh em. 2 triệu. À. Mang mã số. Số 5. Cây Hải Châu. Cây Hải Châu nha. Số 5 là cây Hải Châu. Bây giờ số 6 là mình bán cặp nha. Tại vì nó là tam can nha. Đây, số 6 này. Rồi, chúng ta tiếp tục. Đây, số 6 nha. Số 6 này coi như mình tạm thời nó kêu là 6A này không. Rồi một cây nữa kêu là 6B ha. À, cây cặp nha. Cây tam can thì đi cặp. Đi cặp. Rồi, dòng eo của nó là 28. Tán rộng của nó 75. Chiều cao của nó là 80. Cây tam can mai lá trung. À, này lá nhị quý á. Đây, chào giá là 8 triệu nha anh em. 8 triệu là một cặp nha. À, hai cây. Cây này bán cặp. Bán cặp. Bán cặp là một cặp là 8 triệu. Đây là cây số mấy đây? Này số 6. Cây số 6A. 6A. Các bạn lưu ý là hàng tam can của Dường Kiển Trung Hậu là bán cặp. Rồi mình cho cây 6B lên đi. Lên đây. À, cây này thông thường họ làm cái cây nó giống nhau ha, 9-10 với nhau. 9-10 với nhau. À. Đây, tới nè, đây. Đây nè, cây 6B đây. Đây. Dòng eo của nó là 31. Tán rộng của nó là 74. Chiều cao nó là 80. Rồi. Quay vòng cho anh em mình coi nha. Đây. 8 triệu nha anh em. Đây là 6 số B. Số B trong gỗ tam can. Tam can ngũ thường. Các bạn lưu ý là hàng bán cặp. Cặp này được chào giá là 8 triệu. 8 triệu. Ở luôn năm ơi. Hôm rồi cặp 12 triệu gã rồi hả? 18 triệu chứ. À, cặp 18 triệu. Cặp 18 triệu. Cặp này nhỏ hơn là giá thành nó rẻ hơn. Rồi, tiếp tục chia sẻ các bạn. À, Việt Quế. Ở nữa là một em Việt Quế luôn nha. Vì em cũng bay luôn ha. Dòng eo của nó là 34. Tán rộng của nó là 112.
chiều cao của nó là 82. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 2 triệu nha anh em. 2 triệu nha. Giá là 2 triệu. Mã số 7. Số 7. Mã chiếu thật, xin lỗi, cây nguyệt quế lá sắn bông chùm. 2 triệu. Rồi, tới nữa là một cây nguyệt quế luôn nha anh em. Nguyệt quế, lá sáng bông chùm. Rồi, dòng eo của nó 32. Tán rộng của nó là 80. Chiều cao của nó là 85. Rồi, quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi, chào giá là 1 triệu 8 nha anh em. 1 triệu 8. Mang mã số 8. Số 8. Rồi số 9 là một cây mai chứng thủy. Lá lớn cho đen luôn nha anh em. Số 9. Dòng eo của nó là 37. Tán rộng của nó là 88. Chiều cao của nó là 87. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Chào giá là 2 triệu rưỡi nha anh em. 2 triệu rưỡi mang mã số 9. Số 10 là một cây linh sam. Linh sam. Cây rừng ghép nha, lá rí nha anh em. À, cây này cây ghép. Cây này cây rừng nha. Này cây linh sam rừng. Nè, cái lá rừng nó còn nè ha. Này, ghép cũng lâu năm lắm hả? Ghép này lâu rồi. Các bạn thấy lâu đấy đó nè. Nó ghép này. Cái được ghép này rất là lâu năm đến rồi. Ổn định. Nè, cây này cây zin của nó đây. Zin đó. Dòng ngheo là 44. Tán rộng là 90. Chiều cao là 97. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Ghép nha. Rồi chào giá là 6 triệu nha anh em. 6 triệu. 6 triệu mang mã số. Số 10. Nhánh ghép muốn bất không ạ? Đá rí hả? Đá rí. Này, cây này đi. Rồi, tới nữa là một cây nguyệt quế luôn nha anh em. Nguyệt quế. Rồi, dòng eo của nó là 33. Tán rộng của nó là 86. Chiều cao của nó là 92. Rồi, quay vòng cho anh em mình coi nha. Chào giá là 2 triệu nha anh em. 2 triệu mang mã số 11. 2 triệu. Số 11. 11. Tôi chào giá là 2 triệu. 2 triệu. À, gốc cây rất là to.
ương xứ. Đây, 12. Số 12. Là một cây mai trung thị. Lá lớn và đen luôn nha anh em. Này giờ mình cái vùng mà eo nó mình đo sao năm dài hả năm. Thì đó đó cái củ dưới đó, đúng rồi. Đó, đúng rồi, không? Đúng rồi đó củ dưới đó. Dòng eo nó nha. Dòng eo của nó là 86. Đó chạy đều luôn nha. À có cây tử rất là to. Đó có tử nhánh tử đây luôn. À cái chỗ cắt giặt của nó lem vô gần hết rồi hả? À, lem vô rồi. Cứ quay từ từ quay từ đi. Cứ xây 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 rất dòng đi. À. Rồi, các bạn thấy cây rất là khỏe đây. Đây là chỗ cắt giật của nó các bạn thấy không? Nó liếm vô gần hết nè. Còn cái lỗ như xíu bằng cái trứng gà thôi. Đem vô. Đây, tán rộng của nó là 85. Sắp hết rồi, năng rất là mạnh nè các bạn. Chỗ cắt giật. Chiều cao của nó là 61. Đế cũng chạy đều luôn nha anh em. Cây đang nuôi sống khỏe, gốc đẹp. À, mây đen lá lớn. Chơi thôi ha. Ừ. Rồi chào giá là 30 nha anh em. 30 triệu. 30 triệu. À, những cái dòng, mang mã số 12. Những cái dòng cây này khá đắt tiền mà dành cho các quý quý khách sành điệu ha. Sành điệu để nhìn cây để đánh giá giá trị được cái cây. Kỹ một lần nữa cho anh em mình coi kỹ cái ha. À, bây giờ em đo cây tử với cái đo cái chi thứ nhất. Cái chi cây tử ha. Đo giờ đo cây tử thứ cây tử nhiêu. Giờ đó tách từ cây đi, nãy mình đo cái đế cục mà đế đồng nè chung. Nè giờ đó nha ha. Đo gấp tử đi cây tử nhiêu. Rồi dòng eo của nó là 17. Cây tử rồi cây mẹ coi đây cái chi số 1 phải không, chi số 1 đây, chi số 1 của nó là 16. Cũng rất là lớn ha. Chi phong của nó đây. Chi phong nó 11. Cây này rất là chắc cây các bạn, chắc cây với cây khỏe cây. Cây này mà vô trồng nhỏ là miếng nữa. Cái này giờ cứ qua cái đợt này là bắt đầu cây mình siết chậu rồi ha, vô chậu nhỏ là siết chậu là Tết là ok. Đưa cái bộ đế đấy lên. Chào giá là 30 triệu ha. 30 triệu. Đây là những dòng cây cao cấp dành cho quý khách sành điệu. Quay. Rồi, chúng ta tiếp tục. Cái gì vậy? Nặng ha. Rồi, chúng ta tiếp tục. Em số mấy đây? Số 13. Số 13. Kém cái xe cái đôm này, kém cái đôm. 1, 2. Rồi, cho nó quay được đúng không? Rồi, tới nữa là một cây mai trung thị. Cũng là lá lớn da đen luôn nha anh em. Đây. Ôi dòng eo của nó luôn. Dòng không biết đo làm sao đây. Đúng rồi, đo dòng đế nó đi. Dòng đế nó đế xong rồi eo. Đế đây. Dòng đế đi, đo dòng đế xong rồi dòng eo. Dòng đế của nó là 113. Đế 113. Dòng eo bỏ cái tử nha. Dòng eo của cây mẹ, cây mẫu. Dòng eo của nó là 55. Tán rộng là 92. Cho cắt giật. Chiều cao là 73. Đây, cắt giật các bạn thấy không? Đây, cắt giật nó rất là khỏe nè, da nó liếm từ từ vô cái lỗ, còn lỗ chút xíu đây. Các bạn thấy không? Đây là chỗ cắt giật nè. Chi ngọn nè. Giờ đó cái chi số nhất đó bao nhiêu? Đây chi gì số nhất đây? Chi số 1. Số 1 nè ha. Chi số 1. Chi số 1 nó là 15. Cái này cây số mấy đây? Cái này hả? Em số mấy? Cây số mấy tiền? Số 13. Các bạn có thể nếu mà có điều kiện các bạn nên chơi cặp luôn ha. Dòng cái chi số chi phong là 14. 12, 13 nó cũng chạng nhau các bạn. Nó cũng gần giống nhau. Đây. Chế tác nó gần giống nhau. Nếu có điều kiện thì anh em mình coi ha. Có điều kiện này chơi một cặp là dách lầu luôn ha. Cái phông cây nó gần giống nhau nhưng mà cái phơm nó cao nhỏ chút xíu. Cái thế... cây này chào giá là 32 triệu nha anh em. 32 triệu. 32. Thế cây gần giống nhau đúng không? Mang mã số 13. 13. Cây số 13 là 32 triệu.
13 là 32 triệu nha anh em. Rồi, ok. Đây. Đây. Và nhìn kỹ ha, đây là những cây dòng cây cao cấp. Rồi, chúng ta đi đâu? Qua đây chị. Rồi, một tiếp cây tục. Cây mai lá lớn luôn nha. Số 14. 14 cây mai dáng bay. Mai mai đen lá lớn. À, cây này chơi tiểu cảnh thôi. Cây này chơi tiểu cảnh thì được. Dòng heo nó là 18. Tán rộng của nó là 81. Chiều cao của nó 54. Rồi, quay vòng cho anh em mình coi ha. À, chào giá là 2 triệu nha anh em. 2 triệu nha. 2 triệu. Mang mã số 14. Quyết quay luôn cái bông đó hả? Giờ sao mà hái trái rồi, để trái tao bán hết trời. Rồi, chúng ta tiếp tục các bạn. Ở đây xin giới thiệu cho các bạn tiếp tục là cây xanh. Một cây xanh năm điền luôn nha. Xanh năm điền. À. À, xanh năm điền nha. Hàng riêng trong ghép luôn nha. Rồi dòng heo là 36. Tán rộng là 109. Chiều cao của nó là 87. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 2 triệu rưỡi luôn nha anh em. 2 triệu rưỡi. Mang mã số 15. Xin 5 điểm. Cứ thế khó đi hả? Rồi, đây chúng ta tiếp tục. Tiếp tục làm gì nữa đây? Thử em xanh, em mai chút thủy đây. À. Xanh 5 điểm. Qua bên rồi. Kéo ra miếng. Cái này trong năm quay giống không? Thôi để đó quay luôn đi. Nó nặng quá, khi thì nổ mà chưng lên nữa nè. Thôi được, để đó quay luôn. Rồi, để đây quay ha. Rồi, ok. Tới nữa là một cây mai chương thủy lá lớn nha. Mai đen lớn. Da đen. Mai đen lá lớn. À, lá lớn da đen. Hàng cái phơm nó là phơm thiên nhiên nha. Dán tự nhiên. À, dán tự nhiên luôn. Dán rồi, này. Giờ bây giờ mình đo tới dòng đế luôn nha anh em. Dòng đế của nó là rộng là đúng 150 luôn nha. Cái này như tầng dù. À, như tầng dù thiên nhiên mà. À, tầng thiên nhiên. Rồi, dòng heo mình đo ngay chỗ này luôn nha. Dòng heo ngay đây là 53. Đó, 53, tán rộng của nó là 117. Chiều cao của nó là rồi, chiều cao của nó là 121. Rồi cái này anh Năm quay nha anh Năm. Rồi, ok. À. Rồi, chào giá là 7 triệu luôn nha anh em. Dáng nó rất là tròn các bạn, nó tròn đều. 7 triệu nha. Mang mã số 16. Được chào giá là 7 triệu. 7 triệu.
còn cái phần gốc thôi, rồi hậu ra đi chú anh Năm vô. Rồi, đây. Để em ghi cái rồi, à. Đó, thấy em ra rồi Năm vô đi. Rồi. Đây, cho các bạn thấy nha, cho các bạn xem cái phần gốc bên trong, bên trong đây. À, đây cái phần bên trong. À. Đo 5. Rồi chúng ta tiếp tục. Cái 5 cái này nổi không? Khi sao nổi được? Nổi thôi mình đo thôi. Đo thôi, đó thì còn nổi. Nhìn là biết không nổi rồi. Nổi à. Năm hay quá năm. Rồi tới nữa là một cây 5 điền ôm đá luôn nha anh em. Cây đó nó có cục đá mà nặng thêm. Nó nằm cục đá này nó kèm cứng luôn rồi năm ơi. Nặng thêm ha. Nặng thêm nữa ha. Bây giờ mình đo vòng eo ở chỗ này ha. Ê, 5 điền. Cái lá nó vuông vuông vậy, 5 điền lá vuông vuông vậy hả? À đó, này đúng 5 điền luôn á năm. À còn lá giữa thẳng không phải hả? À không phải. Rồi dòng eo của nó là 41. Mình không có rành về cái dòng xanh. Phải không? Không rành. Giờ chứ năm rành gì. Rồi tán lộng của nó là 150. Bia Tiger hay đi Ken nhìn biết liền. Vậy đó là rành hả? Ờ, Bamba hay đi Ken Tiger dạ, này. Chiều cao của nó là 103. Này ôm cục đá luôn nha. Nè, có quay vòng mặt tiền mấy này nó chắc cái, luôn. Ờ, cái đi. Rồi, rồi, chiều, rồi tất cả là chiều cao thì thông số thì hậu cũng đã báo cáo với các bạn rồi, để Năm thu cho các bạn xem bao quát cái mặt tiền bên trước. Rồi sau đó mình sẽ đi vòng ở phía bên sau để cho các bạn xem cái góc ha. Và báo giá luôn. Rồi chào giá là 4 triệu nha anh. Cái này được chào giá là 4 triệu các bạn. 4 triệu nè. Đây, cái giá là giá yêu thương hả? À, 4 triệu mang bao nhiêu? 17 hả? Đây các bạn nhìn thấy bên hướng này. 4 triệu. À, góc hướng này đây. À, cái thằng bên trong 4 triệu. Này ôm đá chặt luôn ha. Ôm chặt cục đá. Xin 5 điểm. Rồi ok, tiếp tục chia sẻ với các bạn cái vượt quế. Quế luôn nha. Vượt quế mang mã số 18. Rồi dòng eo của nó là 18. Tán rộng của nó là 63. Chiều cao của nó là 50. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Ở này cũng cây này nó ra khá là già cây nha. Về lượt lại là ok nha. Cái này về tỉa tót là hả? À, mày lá nó thấy không? À. Rồi chào giá là 2 triệu nha anh em. 2 triệu. 2 triệu mang mã số 18. Thằng bên trong này, xưa bên trong này. Xưa bên trong này về chế tác thành nhắn bài ha. À đó. Chế tác nhắn bài. Là một thằng rớt nữa. À, rồi. Rồi. Tới năm này luôn. Rồi ok, chúng ta tiếp tục. Nó khiến gì đó đó đi. Rồi chúng ta tiếp tục mai đen lá lớn. Mai một cây nữa là mai đen lá lớn luôn nha. À, dòng eo đó mình đo ngay chỗ này luôn nha. Dòng eo của nó là 70. Tán rộng là 96. Này đang ra bông luôn nha. Chiều cao của nó là 127. Rồi anh Năm vay luôn nha anh Năm. Rồi chào giá là 8 triệu nha anh em. Chào giá là 8 triệu. 8 triệu mang mã số 19. Mang mã số 19. À, các bạn nhìn thấy cái mặt tiền trước đây. 19. 8 triệu. Đồng cây lớn. Và mình sẽ cho các bạn xem vào cái phía góc bên sau của nó. Sau của nó. Mình góc bằng sàn ra đây. Rồi. Rồi, tới nữa là bộ một cặp luôn. Cặp tam căn nha, tam căn lớn. Này tứ diện chứ không phải tam căn. À tứ diện hả? À tứ diện. À tứ diện đúng rồi, đúng rồi, tứ diện. À. Rồi, cặp tứ diện lớn. Có cây tử. Dùng đồ nha. Bây
đo dùm heo của nó ha. Cây này nó khác với tâm can, các bạn nhìn thấy cái tai của nó không phải là 3 năm đúng không? Nó không phải 3 năm, là cái hướng tai nó khác nhau. Dùm heo của nó là 60. Cái này là lá nhị quý nha anh em. Cái này mình bán cặp hay bán gì? Này bán cặp nha. Cũng bán cặp luôn các bạn. Bán cặp luôn. Về tán rộng của nó 117. Chiều cao của nó là 128. Một cặp này chào giá là 15 triệu nha anh em. Rồi xây được không? Được được, xây mà. Cứ xây đủ đủ dòng cho thấy mặt bên kia. À, chứ mặt kia năm không có quay được. Nó sát nhà người ta quá. À, trả về cái việc à, đúng rồi, cho nó trả. Các bạn thấy để thấy hai mặt luôn các bạn. Bởi những cây có giá trị cao và chịu khó quay nó đủ dòng đi. Rồi, được giờ trả vậy á. Ờ đúng rồi, đủ đủ, đủ mặt. Năm ưu. À. Hai mặt giống nhau. Giống nhau. Rồi, chào giá là 15 triệu một cặp nha. Rồi tạm gọi là cây này 20 20A. 20A. Rồi, 20A. Là 15 triệu nha. Không, đi quay xong mà chút quay một vòng vậy đó. Rồi, nó quay quay phụ nhưng bây giờ tôi đo này không quay phụ. Quay. Rồi, tôi tiếp tục là cây cây trả lại cây kia là cây cuối cùng mang mã số là 20B nha. 20B. Quả trả là cây này xuất cũ. Rồi cho các bạn thấy đây, cây này dạng tứ diện, thành ra mặt nào cũng như nhau. Để chứng minh là mỗi mặt hai mặt giống nhau thì Năm Thu sẽ nhờ chủ vườn quay quay đo xong quay lại cái mặt bên dùng bên của nó là 70. Tán rộng của nó là 118. Chiều cao của nó 126. Rồi, đây là cây 20 cái 20B. Là các bạn lưu ý có luôn cái clip này luôn. À, bộ tứ diện mang mã số 20A và 20B là bán cặp không bán lẻ. À. Bởi vì các bạn nhìn thấy không, đặt bên nhà hai cây bên nhà rất là cần xứng nè. Hai cây bên nhà rất là cần xứng. Rồi quay ngay cho đợi. Quay quay mặt trong đi Năm ơi. Giờ quay ngay Năm. À, quay đúng dấp vòng trải về mặt trong thôi. À. À, các bạn nhìn thấy rõ hai mặt rồi ha, hai mặt như nhau. Rồi các bạn thân mến, cuối cùng thì Năm Thu cũng đã làm xong nhiệm vụ của mình rồi. Các bạn lưu ý cây một cặp mã số 20A và 20B được chào giá là 15 triệu. Cũng kết thúc chương trình báo giá ngày hôm nay thì Năm Thu rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấp like nhấn chuông. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì sao nào thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ Năm Thu những video mới nhất ha. Hậu ơi, mình cũng phải nói là chia tay với cô bác trình chuyện em ơi. Rồi em xin chào anh Năm nha Năm. Chào tất cả các anh em mình hát nha. Chúc các anh em mình ngày cuối tuần vui vẻ và đầm ấm bên gia đình ha. Và mình cũng mong các anh em mình là ủng hộ clip này cũng như là ủng hộ mấy clip vừa qua. Thật là nhà vườn trung hậu, cảm ơn mấy anh em mình nhiều lắm nha. Rồi bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp. Các bạn lưu ý vườn kiển trung hậu được phát sóng lên trên kênh Thu Bonsai vào mỗi thứ 2, thứ 4 và thứ 7 hàng tuần. Mong rằng các bạn ủng hộ.